Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã tham gia cái buổi live tối nay. Cũng có những thành phần không hiểu là bị họ vì cái điều gì, tư thù cá nhân hay là bất mãn chế độ, hoặc là có thể là gặp những đồng tiền dơ bẩn của những cái thế lực bên kia nó gửi về, nó bơm cho để làm những cái việc gọi là lên những bài viết hoặc những cái lời nó lời lẽ nó xuyên tạc, châm chích, bị bôi đất nước. Và đặc biệt là những con người như thực quan nói ngay đầu live, những con người được ăn học đàng hoàng, đúng không ạ? Được lên tới những cái học hàm, học vị rất là cao, và được thỉnh giảng, đứng ra thỉnh giảng trên các trường đại học. Như thơ quan nói, cũng nói với mọi người, và thơ quan tin rằng mọi người cũng đồng ý với thơ quan thôi. Bất cứ cái chuyện gì nó vậy, nó xảy ra thì luôn luôn có những cái quan điểm nó khác nhau. Người thì bên này, người bên kia, thì cái chuyện nó bình thường thôi. Cái chuyện đó tạm rất là bình thường, không có gì cả. Nhưng mà ở đây tức là họ dựa trên cái câu chuyện họ ủng hộ Ukraine, đúng không ạ? Ủng hộ Ukraine. Nhưng mà họ dựa trên đó thì họ lại lồng ghép vào, họ mang ra, họ so sánh với vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân Việt Nam chúng ta, đúng không? Cái điều đó thì thật sự thì không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Mặc dù có thể nhân vật đó, đây nhân tiện tôi xin lỗi người xíu, thơ quan sẽ đưa ảnh hắn ta lên luôn, thì có vi phạm gì cũng chịu nữa. Mình có vi phạm gì thì mình cũng chấp nhận thôi. Nhưng mà với cái thành phần này thì mình không thể kiềm chế được. Thật sự thơ quan không thể kiềm chế được. Đây mọi người, đó, mọi người thấy nó đi ta tốt rất là mất dạy không? Như thưa quan nói, có thể, đúng không? Có thể ông ta lớn tuổi như thế nào đó thì với cái sự giáo dục của nước của công dân nước Cộng hòa so với Việt Nam thì chúng ta phải đó là kính trên nhường dưới, ok. Nhưng mà với cái thành phần này thì không thể kiềm chế được, bởi vì quá mất dạy. Tại sao thưa quan nói như vậy? Ví dụ như những người dân bình thường mà không có ăn, không có học á, đúng không, gọi là ít ăn học á, thì chúng ta có thể đôi khi vì họ thiếu hiểu biết hay như thế nào đó thì chúng ta có thể châm trước được, đúng không ạ? Còn đây là một vị giáo sư nha, có học vị tiến sĩ rồi, mà đã từng công tác tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, và đồng thời cũng là một giảng viên và thỉnh giảng của một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội, đúng không ạ? Mà hắn ta lại có một cái tư tưởng như vậy thì không thể xài được, cũng không thể chấp nhận được thành phần như vậy. Xin chào Long Thủy. Vẫn còn Phát, cảm ơn Phát. Thì tôi qua xin chia sẻ sơ cho mọi người về viết cái bài viết này, khi đề cập về tới cái nhân vật Nguyễn Văn Dân này. Suy thoái nghiêm trọng. Ông Nguyễn Văn Dân có học hàm phó giáo sư, học vị tiến sĩ, từng công tác tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, là giảng viên thỉnh giảng của một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trên trang Facebook cá nhân của mình, ông này thể hiện quan điểm ủng hộ chính phủ Ukraine lên án nước Nga. Sẽ không có vấn đề gì khi ông sử dụng tri thức, tầm hiểu biết của một phó giáo sư, tiến sĩ, một nhà giáo cao niên để lập luận, dẫn chứng, bảo vệ cho quan điểm của mình. Tuy nhiên, ông này đã chọn cách rất sắc sược, hỗn láo khi cả gan dám ngầm so sánh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Zelensky, một Zelensky đã từng là diễn viên hài làm tổng thống Ukraine gì đó thì mọi người biết rồi, đúng không ạ? Ngoài thái độ sắc sược bất kính ra thì lập luận của ông Dân hoàn toàn thể hiện sự ấu trĩ khập khiễng, không có tính khoa học, thậm chí là cố ý đánh tráo khái niệm. Là một hậu bối, nhưng qua sự việc này tôi cảm thấy rất phẫn nộ và coi thường ông Nguyễn Văn Dân. Khi còn đương công tác
thì ông im như thóc đến lúc về hưu, sao lại như vậy? Phải chăng ông đang bộc lộ rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa? Xin nhắn tới ông Nguyễn Văn Dân, ông từng là một nhà giáo, nhà khoa học, được đảng, nhà nước và nhân dân này bao bọc, nâng đỡ. Về già rồi, ông hãy sống sao cho xứng đáng, sống sao để con cháu, lớp hậu bối sau này nể trọng, kính phục. Đừng vì sân si cá nhân, ăn thua hăng máu trên mạng xã hội, mà dám xúc phạm lãnh tụ của dân tộc, làm ảnh hưởng đến đảng, nhà nước, đến cơ quan, đơn vị mà ông từng công tác. Xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh là chính ông đang xúc phạm gia đình ông, bản thân ông, vì kết tinh trong cái hàm giáo sư của ông có tư tưởng của người và danh dự dân tộc Việt Nam đấy. Đó, đó là một bài viết với thể hiện cái sự rất là phẫn nộ của tác giả là Phong Tuệ. Phong Tuệ. Thông quan tin rằng không riêng gì tác giả phẫn nộ đâu, mà hầu hết người dân Việt Nam khi xem được cái bài viết này đều có cùng một cảm xúc là phẫn nộ với cái thằng bất dạy Nguyễn Văn Dân này. Như Thư Quang nói, với cái thành phần này thì thật sự Thư Quang không thể kiềm chế mà một cách gọi là nhã nhặn hay là phải phép được nữa. Bởi vì đúng là bản chất bất dạy, đúng không mọi người? Chúng ta thừa biết với tầm như hắn ta đã ngồi được lên cái giáo sư, học vị tiến sĩ, thì bao nhiêu cái công ăn học, bao nhiêu cái vấn đề dung dưỡng của đất nước chế độ để hắn ta được như ngày hôm nay. Và cũng rõ ràng, trong lúc đương chức, đương thời hay là đang lúc đang làm việc ấy, thì rất là im lặng, không gì cả. Nhưng khi về hưu rồi thì lại trở mặt, dở cái thói mất dạy ra. Đúng rồi. Rõ ràng khi mà hắn ta phát tuyên ngôn đó là hắn ta là hoàn toàn là mất dạy. Có nghĩa là gì? Hắn ta bỏ hết những gì mà hắn ta đã học, được học dưới môi trường xã hội chủ nghĩa, được đào tạo dưới môi trường xã hội chủ nghĩa. Đúng không? Thì bây giờ hắn ta chấp nhận buông ra thì hắn ta là mất dạy chứ là gì nè. Rõ ràng đúng không? Cái câu chuyện đó thực ra là quá bức xúc. Như những thành phần khác á, thì nhiều khi họ ý này ý nọ mà đúng đó, nhưng mà đằng này mà hắn dám mang hình ảnh của bác ra mà để so sánh với cái lời lẽ rất là mất dạy. Phải, em phải nói là rất là mất dạy. Bởi vì thí dụ đúng cái nghĩa đó, nếu mà hắn ta dùng cách dùng từ khác á, thì nó sẽ truyền tải tới cho người nghe có một cái cảm nhận khác và cái nhìn nhận khác. Đúng mà. Em nói ví dụ đi, hắn ta nói một cách rất là nó đàng hoàng hay lẽ phép đi, thì chúng ta nhiều khi là đâu đó, đúng không? Đâu đó thì có thể còn lại xí xóa, còn lại là im lặng được. Đúng không mọi người? Thế qua nó ví dụ như hắn ra dẫn chứng như vậy là cũng a bà cờ gì không? Còn đằng này hắn ta là lại làm cái ta tốt như thế. Và một cái nữa, em xin lỗi mọi người, chứ một cái nữa thì không riêng gì về vấn đề bức xúc về điều đó, nhưng mà đâu đó trong cái câu chuyện này thơ quan có thể thấy được rằng là gì, nếu mà chúng ta mà theo dõi sát cái mạng này á, thì chúng ta có thể cảm thấy được rằng đây nó giống như một cái bước thăm dò phản ứng. Bởi vì sao? Bởi vì giống như mọi người biết rồi, tác giả nó nói rất là rõ, trong lúc hắn ta đương chức làm việc á, nha, còn làm việc cho đất nước á, cho cơ quan này cái nọ đó, thì không có biểu hiện gì cả, không có một biểu hiện gì cả. Nhưng mà tại sao bây giờ khi đã không còn làm nữa? Và đúng câu chuyện như thế này, ngay trong cái thời điểm mà trên thế giới, tình hình trên thế giới, và đặc biệt là nó hầu như trong cái cuộc chiến của Ukraine với Nga, thì chúng ta đâu đó cũng thấy nó hầu như là đối đầu, nó giống như là giữa hai cái chủ nghĩa vậy, đúng không mọi người? Mà hắn ta lại thốt ra những lời như vậy.
cái cá nhân góc nhìn cá nhân của thơ quan có thể nhìn thêm là có thể đây là một cái bước nó giống như thăm dò phản ứng của dư luận, bởi vì mọi người biết rồi, cái diễn biến của hòa bình đó, cái chiến lược diễn biến hòa bình đó, nó rất âm thầm mà nó kéo dài, đúng không ạ? Tại sao suốt một thời gian dài khi mà mọi người tham gia các cái đấu trường, mọi người thấy là những thành phần bên kia đó nó luôn dùng những cái câu chuyện gọi là hạ bệ thần tượng, bôi xấu lãnh tụ để nó nhồi nhét tư duy tư tưởng vào cái lớp trẻ. Về lâu về dài thì có thể cái bước này đó, lâm ra tới cái bước này thì tôi quan cho rằng là họ bung ra những bước gọi là bước thăm dò để thăm dò cái phản ứng dư luận nó như thế nào. Theo tôi quan nghĩ là như vậy. Bởi vì đặc biệt nó liên quan tới một nhân vật này là chúng ta có thể nói là rất có tiếng tăm, đúng không ạ? Có tiếng tăm trên cái gọi là cái tầng lớp trí thức ấy. Chào Thắng Đậu. Ở Việt Nam á, phải cũng có thông tin cho rằng là nhờ cái hắn ta là từng ở trong cái hội văn gì đó là hội văn học độc lập gì đó, trong trong cái nguyên một cái hội nhóm giống như là cái nhóm văn đoàn độc lập gì đó, đại khái như vậy. Đối với anh nhìn thơ quan đó là như vậy, vì thơ quan cho rằng là bởi vì đây có một người mới gửi cái trang cá nhân của hắn ta, thì theo giới thiệu nghe kêu lắm, làm việc tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, từng học tại Đại học Tổng hợp Yassi Yurumani, sống tại Hà Nội, đến từ Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam, có 3.296 người theo dõi à. Và không biết cái bài cái ta tốt đó hắn còn để đây hay không. Okay, xin mời Trung. Dạ, chào anh Thơ Quan, chào cô chú anh chị em đang trên diễn đàn. Ông Nguyễn Văn Dần này thì em cũng rất là lịch sự, tôn trọng ông ta. Dù sao ông ta sinh năm 1950 thì năm nay cũng 72 tuổi rồi. Thì cũng không biết là ông ấy học thật học giả hay là học gian học dối hay là thế nào. Thế nhưng mà với cương vị là một người lớn tuổi. Đấy, một người là nếu mà 72 tuổi là có khi là cháu bằng tuổi em rồi đấy. Đấy, 72 tuổi. Thì cũng có thể nói là một người lớn tuổi này, cũng đã từng được đào tạo, được học hành, chúng ta nói được học hành, cũng có được cái học hàm học vị. Đấy, học hàm học vị. Thì đáng ra cái điều đầu tiên ấy, là ông ta là nếu như con người có nhận thức ấy, gọi là được học hành ấy, thì ông ta nên phải cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn Bác Hồ. Bởi vì sao em lại nói như thế? Bởi vì ông ta sinh năm 1950, thì khi đất nước giải phóng năm 1975 là ông ta 25 tuổi, thì không biết ông ta có tham chiến hay không. Mà nếu ông ta được đi học ấy, thì ông phải nhờ ơn Đảng, Nhà nước. Bởi vì sao? Đúng rồi. Bởi vì nếu như mà không cử các ông đi học, đúng không? Không cử các ông đi học thì làm gì các ông tiếp nhận được tri thức của các nước, làm gì ông có cái học hàm học vị phó giáo sư tiến sĩ như ngày hôm nay. Mà nếu mà ông mà tham chiến nữa thì làm gì liệu ông sống được ngày hôm nay, đúng không? Có khi là tiệt nòi tiệt giống rồi, có khi lại chết trên chiến trường rồi. Mà có khi ông này ông chết trên chiến trường, có khi này còn được vinh dự hơn bây giờ. Đấy, có khi này còn được lên đài tưởng niệm, được đưa lên đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ rồi. Đấy, thế nên ông này ông mới được đi ăn học như thế, trong khi bao nhiêu đồng bào đổ xương đổ máu xuống để giành độc lập để cho ông ấy ăn chơi phè phỡn ông đi học, đúng không ạ? Ăn no ngủ kỹ, không lo đánh đấm gì cả. Thế mà hôm nay ông phát biểu một cái câu có thể nói rất là vô ơn. Đấy. Mà vô ơn nó đồng nghĩa với vô học. Chỉ có không có học thì mới không biết ơn thôi. Chứ những người có học hay không có học, có nhận thức là người ta đều biết ơn cả. Biết ơn những người đã hy sinh cho mình được như ngày hôm nay. Thế chỉ có loại không có nhận thức, gọi là vô nhận thức, vô học thì mới không có lòng biết ơn. Đấy. Thì ông này ấy, thì em chỉ xếp ngang với lại Trương Quốc Huy thôi. Có khi còn thấp hơn Trương Quốc Huy một bậc. Bởi vì Trương Quốc Huy nó học lớp 7 mà nó còn ăn nói được như vậy. Mà ông ấy phó giáo sư tiến sĩ mà ông nói như thế thì có khi còn dưới Trương Quốc Huy nữa. Đấy, dưới Trương Quốc Huy nữa, chứ còn chưa ngang được với Trương Quốc Huy được. Khi đất nước lâm nguy thì anh được ăn học, chăn ấm đệm êm anh đi anh ăn học, đúng không ạ? Cho đến khi đất nước hòa bình anh quay trở về,
thì ngày hôm nay đất nước hòa bình, xây dựng đất nước phát triển như ngày hôm nay, từ những ngày ở Hà Nội đúng không ạ, nước sôi lửa bỏng năm 1972 đến ngày hôm nay, điều hòa trong nhà ông có khi là chạy phè phè 24/7 vào mùa hè, thì ông phải cảm ơn ai? Cảm ơn những người đã ngã xuống để ông được có ngày hôm nay. Thế tại sao ông lại phát biểu một cách vô ơn như vậy? Thử hỏi trước đây đã có bao nhiêu các cái tổ chức, các cái đảng phái đúng không ạ, các nhà yêu nước, từ như ông Hoàng Hoa Thám rồi ông Phan Bội Châu, ông Phan Trung Trinh, cũng có đường lối gì ạ, đường lối để chống giặc ngoại xâm, để xây dựng đất nước, nhưng tại sao không thành công, mà phải đến khi đúng không ạ, Chủ tịch Hồ Chí Minh lặn lội năm châu bốn bể, chịu mọi khổ cực quay về đúng không ạ, thành lập Đảng Cộng sản, trước là cái trước gọi là khi mà thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương ấy, sau này còn Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930. Rồi từ những ngày những người quân đội người ta còn không biết cầm súng là gì, chỉ có 12 người đúng không ạ, rồi người ta thành lập được một cái đội quân hùng mạnh đến như ngày hôm nay, người ta mới chiến thắng được, giải phóng được đất nước, người ta mới đọc tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ mới đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đến năm 1954 thì đánh đuổi thực dân Pháp, đến năm 1975 thì đánh đuổi đế quốc Mỹ và chế độ Ngụy Tay Sai, để ông trở về có một đất nước hòa bình yên ấm, gia đình ông hạnh phúc ấm no, thì ông lại thể hiện một cái lòng vô ơn như vậy. Thì thử hỏi ông đi học để làm cái gì? Ông tự xưng ông là phó giáo sư tiến sĩ để làm cái gì? Đúng không ạ? Cái thành phần như ông thì dạy được ai? Nếu như con cháu ông mà nó có nhận thức ấy, có khi nó còn nguyền rủa vào cái khuôn mặt của ông. Ông được ăn học mà ông ăn nói như thế thì nó quá là đáng khinh. Đến một cháu bé ở Việt Nam chúng ta bây giờ, người ta còn biết được công lao của Bác Hồ là như thế nào, công lao của Bác Giáp ra làm sao đấy, công lao của Bác Nguyễn Thị Bình như thế nào đấy, bây giờ trong nước ai người ta chả biết vấn đề đó, thậm chí quốc tế người ta cũng phải công nhận Bác Hồ là như thế nào, tướng Giáp ra làm sao, đến những người từng thua Bác Giáp người ta còn phải tâm phục khẩu phục, đúng không ạ? Mà một ông được ăn học tử tế, được đào tạo, nếu mà có thể nói, chúng ta nói là được đào tạo bài bản, tiếp thu tri thức của nhân loại, mà lại mở mồm ra nói một cái câu mà em nghĩ nó nói thì nó hơi quá, bởi vì dù sao cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà đúng là mình không thể chấp nhận được những cái lời nói mà nó thiếu suy nghĩ và nó thiển cận với một người lớn tuổi mà người có học như thế. Nhưng mà cũng muốn nói lên để mọi người biết được là trong nước chúng ta ấy có những cái thành phần như thế, nó cũng rất là đáng buồn. Đấy, nó rất là đáng buồn. Đáng buồn ở đây là cái sự hy sinh xương máu của thế hệ cha anh chúng ta đổ xuống. Dĩ nhiên là không phải là quá buồn cho những cái thành phần đó, bởi vì nó rất là nhỏ. Thế nhưng mà đại đa số con em chúng ta được như ngày hôm nay là đều ghi ơn các anh hùng thương binh liệt sĩ, là cái trân trọng, cái đáng quý của bao nhiêu thế hệ, và biết ơn những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những người đầu tiên sáng lập xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta được như ngày hôm nay. Đấy, thì cũng có thể thấy được là chúng ta cũng cần phải có những cái quan điểm thể hiện rõ ràng đấy, để cho những cái ông mà ông tự cho mình là có ăn có học đấy, thì ông có những cái suy nghĩ cho nó đúng đắn hơn, để những thế hệ trẻ người ta còn tôn trọng, người ta còn tôn trọng, chứ đừng để người ta đưa lên đúng không ạ, trên mạng xã hội người ta nói không ra làm sao cả, thì nó một cái đáng buồn, mà có khi rồi đến chết cũng không rửa hết cái nỗi nhục của mình, nó là một cái mà không ai mong muốn. Thế nhưng cần phải có suy nghĩ lại. Thế nhưng mà dĩ nhiên là suy nghĩ lại, thế nhưng mà em thấy là ông so sánh như vậy ấy, thì em lại thấy là có một cái nó khập khiễng, thế nhưng mà nó rất là buồn cười. Tại sao lại như thế? Dĩ nhiên là ông ta nói một cách là so sánh theo kiểu là ẩn dụ, thế nhưng mà rất là buồn cười ở chỗ này. Cái thôi thì đành rằng em cũng nói luôn,
đằng nào cũng thế, bởi vì bức xúc thì bức xúc rồi, rất là ngu dốt. Ông phải nên nhớ là này, cái đất nước Việt Nam ngày hôm nay từ hai bàn tay trắng là do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh, các anh hùng thương binh liệt sĩ xây dựng được đất nước Việt Nam hòa bình phát triển ngày hôm nay. Và ông thấy được là cái vấn đề lá phiếu của Việt Nam nó quan trọng như thế nào chưa, tại Liên Hợp Quốc chưa, đúng không ạ? Bao nhiêu thành phần nó nhảy vào nó sâu xé cái lá phiếu đấy, ông biết không? Đó là cái giá trị gì? Giá trị cốt lõi của quốc gia dân tộc mà được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh xây dựng nha. Đấy là vị trí của chúng ta. Thế còn ông lại đi so sánh với một ai, với một thành phần chuẩn bị lại đu cảng nữa rồi, cái thành phần mất nước, đúng không ạ? Chuẩn bị mất nước rồi, bất tài vô dụng, bất tài vô dụng, cũng được học đại học hẳn hoi đấy, ông đấy cũng được học đại học hẳn hoi đấy, nhưng mà lại là thành phần bất tài vô dụng, không được lòng dân đấy. Thì ông lại đi so sánh như vậy, có phải là hai người ở hai chuyến tuyến không? Còn xuất phát điểm chưa nói, không phải ai xuất phát điểm cũng tốt cả. Chúng ta thử nhớ lại một chút đi, ví dụ như ông gia đình Gandhi ở Ấn Độ chẳng hạn, cũng xuất phát cực kỳ bần hàn như Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta ấy, chứ không phải là có xuất phát rồi là trong nhung lụa của Thái tử Tất Đạt Đa, có nghĩa là Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không ạ? Thế nhưng mà xuất phát điểm của mỗi người khác nhau, nhưng mà cái quan trọng là cái thành tựu, cái di sản người ta để lại cho thế hệ sau nó giá trị như thế nào, hay là nó là cái không có giá trị nào, thậm chí sẽ trở thành là gì, tội đồ của dân tộc. Thế thì qua cái việc so sánh đó, dĩ nhiên em rất là lên án cái vấn đề mà ông ta đưa ra. Thế nhưng ngược lại trong vấn đề đó thì em lại thấy thêm một cái sự ngu dốt của ông ta nữa, mặc dù quan có học. Một anh hùng giải phóng dân tộc nó khác hoàn toàn với kẻ bán nước cầu Vinh nhá, ông dân, đúng không ạ? Dân này này, ông là ông dân. So sánh như vậy là chúng ta có thể hiểu được là cái trình độ của ông ta là ở mức độ nào rồi. Em cũng xin mạnh dạn thêm một chút như thế để có thể anh em chúng ta cùng chia sẻ quan điểm đối với các cái đối tượng chống phá này. Thì cũng cảm ơn anh Thơ Quang và tất cả cô chú bác anh chị trên diễn đàn đã lắng nghe. Thì em lên nó hơi lâu rồi, thì em cũng xin phép là em xuống để mời. Ok, em cảm ơn Trung rất là nhiều. Thật sự và thực quan nói đó, thì đã là người dân Việt Nam mà khi thấy được cái ta tốt của không đã gì chửi nữa chứ, thiệt tình thì thưa quan sẽ xin phép dừng cái live tại đây nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã tham gia cái buổi live tối nay. Xin hẹn gặp mọi người vào buổi live lần sau ạ. Xin chào tạm biệt ạ. Bye bye.